Khi mang phao vào tiết kiểm tra vương tầm thế giới, nữ sinh khiến cả cõi mạng phải chắp tay bái phục. Bất ngờ chuông thì già. Một bạn nữ sinh mới đây đã chia sẻ lại thủ thuật qua mắt cô giáo của mình trong tiết làm bài kiểm tra, khiến ai xem xong cũng phải thốt lên, đúng là nghệ cả cổ. Theo đó, lúc này đang trong tiết làm bài kiểm tra, để có thể sử dụng phao một cách hợp lý và hiệu quả, một bạn nữ lớp 10 đã vận dụng IQ vô cực để hô biến chiếc điện thoại của mình thành phao cứu sinh mà không bị giáo viên phát hiện ra. Cụ thể, bạn này đã chụp lại ảnh gồm những cây bút và đồ dùng học tập liên quan, sau đó đặt chiếc điện thoại vào hộp bút rồi mở bức ảnh lúc nãy ra, tiếp tục phóng to và canh sao cho đúng với tỷ lệ nhất có thể. Từ đoạn video quay lại cho thấy, khi mới nhìn qua không ai phát hiện ra đấy là chiếc điện thoại, mà cứ ngỡ chỉ là những dụng cụ học tập đang được đặt trong hộp bút. Bằng cách làm siêu phẩm này, cô gái đã có thể sử dụng phao một cách công khai, ngay cả khi đặt nó lên bàn. Vì khi giáo viên đi đến thì chỉ cần mở bức ảnh lúc nãy lên là đã có thể dễ dàng qua mắt được. Cách chép phao mang IQ vô cực của cô gái khiến dân mạng xem xong chỉ biết khóc thét vì khó đến thế mà cũng nghĩ ra được. Tuy nhiên nhiều bạn cũng khá lo lắng cho cách làm này vì lỡ như cô bảo cho cô mượn cây bút đỏ thì lúc đấy niệm là cái chắc. Chính vì thế chúng ta phải nên học bài trước và không nên làm theo, vì sử dụng điện thoại trong giờ làm bài kiểm tra thì chắc chắn tội không hề nhỏ đâu nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.